Đây là trận mưa lớn lịch sử ở vùng này từ trước tới nay. Trận mưa đã gây ngập lụt hết tất cả. Nước đã vào ngập hết sân. Chào mừng các bạn đến với kênh Nguyên Dương. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chứng kiến trận mưa lịch sử của chúng tôi. Mưa từ mấy chục phút trước và trận mưa vô cùng lớn. Bạn có thể quan sát thấy nó đã ngập hết trước vào sân đầy nhà. Và trận mưa tiếp theo đang còn bắt đầu. Chào mừng các bạn đang xem, chúc các bạn xem video vui vẻ. Cảm ơn các bạn đang xem. Mưa rất lớn mà hầu như không có cảnh báo thủy văn nào xảy ra trước.